Chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube Kelly Pan Nail. Ở mẫu này, các bạn sử dụng cò bản tròn số 3 và mình xài màu bản treo. Đầu tiên thì mình tạo nền nên là các bạn sử dụng màu đen, không cần pha màu gì cả. Chúng ta sẽ vẽ một đường ngang dày ở ngay giữa móng. Sau đó để tạo độ mịn màng thì các bạn có thể đứng cọ lên, phớt nhẹ cho toàn bộ phần nửa móng bên ngoài được phủ đều màu đen nha. Nhẹ tay thôi để màu không có bị sọc. Hơ vào đèn 30 giây. Tiếp tục, rửa cọ rồi chúng ta sử dụng màu trắng và màu nâu. Mình có thể tán lên trên phía trên màu một chút đen ở trong góc cũng được. Rồi từ đó chúng ta sẽ vẽ cánh hoa dạng hai chiếc lá đơn nối với nhau, tạo một điểm nhọn ở giữa để cho cánh hoa theo kiểu như là dáng của cánh hoa hồng đó các bạn nha. Rồi mình làm ba cánh để cho form hoa được tròn, hơ 10 giây ở lớp mình vẽ cánh hoa. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sử dụng màu xanh lá thêm ở ngay phần góc màu nâu và mình sẽ tán ra màu lá. Thì màu lá này các bạn sẽ phối cho cánh hồng ở bên trong làm phần nụ. Chúng ta sẽ đi hai nước màu nha, cho màu được đều, mịn và cũng hơ vào đèn 10 giây. Và bây giờ chúng ta sử dụng qua cọ hoa văn. Thì cọ hoa văn các bạn lưu ý là sử dụng dòng cọ hoa văn để vẽ treo nha. Chúng ta sẽ vẽ từ chính giữa những đường xoắn ốc hình tròn nối ra các cánh bên ngoài. Xử lý khéo ở chỗ này một chút, đó là chúng ta sẽ nối vào chính đường viền của bông hoa để cho cánh hoa được tạo ra thành những lớp cánh, thì cho bông hoa chúng ta sẽ có chiều sâu 3D hơn. Viền ở những cái độ nhọn thì các bạn có thể nối dài ra thêm một chút. Và khi viền thì các bạn nhớ đứng cọ nha, cho đường viền chúng ta được mỏng và uyển chuyển hơn. Tạo cho cánh hoa có độ sống động thì các bạn sẽ nối thêm một vài những cái nét sọc gần cũng như là hơi cách điệu xa nhau một tí. Hơ vào đèn cho những đường nối nét của mình. Tóc treo cho phần bề mặt phủ bóng thì các bạn sẽ hơ vào đèn 30 giây ở lớp tóc treo này. Nhớ khóa đầu móng nha. Rồi, ở ngón út để cho tiệp với mẫu ngón chính thì các bạn cũng sử dụng việc tô đầu móng màu đen ở nửa móng bên ngoài. Với phương pháp thì chúng ta cũng sẽ phớt nhẹ thôi. Lưu ý ở phần cạnh để cho móng được đẹp nha. Và 30 giây cho phần nền này khô thực sự. Và sử dụng tiếp đến cọ hoa văn để chúng ta cách điệu ở phần đầu móng. Những đường sọc thẳng hơi hất nhẹ rồi chúng ta đứng cọ lên chấm để ra những hạt tròn. Giống như chấm bi vậy đó. Các bạn sẽ chấm ở phần đầu tia, sau đó lấy thêm màu để cho phần màu được nhiều. Các bạn sẽ thực hiện đường sọc ngang để cho móng mình vừa ấn tượng mà cũng nhẹ nhàng nha. Rồi chúng ta cũng sẽ hơ vào đèn cho lớp vẽ của mình được khô. Và chuẩn bị tiếp đến chai tóp treo. Sau đó là các bạn sẽ sơn phủ lên trên bề mặt. 30 giây cả nhà nha.
để lại comment cũng như là subscribe để mình nhận được các thông báo mới khi có clip mới các bạn nha. Bye bye.